Chào các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn trên cái kênh YouTube của Đinh Nguyễn 777. Thì ở cái môn bóng đá nam SEA Games, như chúng ta đã biết thì đội tuyển U22 Việt Nam đã thắng đội tuyển U22 Indonesia với cái tỷ số là 3-0, qua đó là nhận cái huy chương vàng. Thì cách đây một ngày thì đội tuyển nữ bóng đá của Việt Nam chúng ta đã nhận được một cái huy chương vàng. Như vậy là niềm vui được nhân đôi. Cái đó là cái vui mừng thứ nhất. Vậy thì bên lề của cái huy chương vàng môn bóng đá nam hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn là vậy. Có rất là nhiều cái chuyện bên lề. Như ví dụ như là huấn luyện viên ông Lê Thùy Hải nói về ông Park Hang-seo như thế nào thì chúng ta cùng theo dõi nha. Mình chỉ có nói lại những lời gì mình biết thôi nha các bạn. Cách đây phút thì U22 Việt Nam vừa thắng tiếp mục U22 Indonesia. Thì ông Lê Thị Hải có nói là từ khi chúng ta dự SEA Games đến nay thì mới có chức vô địch đầu tiên. Chúng ta vô địch rất là thuyết phục từ tinh thần đến lối chơi. Nhưng rồi tinh thần rồi đấu pháp giúp chúng ta vượt lên đấu pháp của ông Park. Khi chúng ta có bàn thắng rồi thì họ không có cơ hội nào để lật ngược cả, cái điều đó là đương nhiên. Và ông chia sẻ khi được hỏi tình huống cầu thủ số 6 của đối phương bị dân hậu làm chấn thương với rời sân thì có ảnh hưởng tới bước ngoặt không, thì nói thật với các bạn là trong bóng đá thì không ai trả lời được câu đó hỏi đó hết á ha. Thì cầu thủ số 6 của họ của Indonesia thì rất là hay ha. Mình ít khi là thấy dân hậu chơi rắn. Cái chuyện đó là không phải là chơi để loại trừ hay là một cái phạm trù đạo đức hay là cái gì nha các bạn, cái đó là chẳng qua là cái chuyện bình thường thôi. Rồi có những việc nữa như sao nha các bạn. Ngay cả báo chí Thái Lan thì họ cũng tung hô chúng ta nè các bạn. Thầy trò Park Hang-seo vừa lập nên một cái cột mốc lịch sử, đem về cho bóng đá Việt Nam tấm huy chương vàng đầu tiên ở cái đấu trường SEA Games trong cái môn bóng đá nam. Chứng kiến U22 Việt Nam đè bẹp Indonesia để đăng quang SEA Games, truyền thông Thái Lan cũng ngã mũ thắng phục. Coi như là sau 60 năm Việt Nam lần đầu tiên được vô địch theo cái cách thật là vĩ đại. Nó vĩ đại ở đây là chúng ta chiến thắng 3-0 vậy các bạn. Một cái chiến thắng quá là vang dội đó không các bạn ha. Những ngôi sao vàng đã lên ngôi SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử bằng cách hủy diệt Indonesia 3-0, Việt Nam đã củng cố gì tới là ông vua Đông Nam Á, và thật tuyệt vời hơn khi họ đã thống trị cả hai nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ ha các bạn. Rồi thì tiếp theo chúng ta lại đón được một cái niềm vui ở đây là coi như là ở trong nước, đó là thủ tướng sẽ gặp U22 Việt Nam đó bạn, đội bóng nam của mình và đội tuyển nữ Việt Nam giành vô địch SEA Games 30 tại văn phòng chính phủ. Các bạn thấy không? Coi như là theo kế hoạch là đội bóng đá nữ và U22 nam của mình đó, Việt Nam cùng về Việt Nam vào ngày 11 tháng 12, dự kiến lúc 16 giờ sẽ chở một phần của đoàn thể thao Việt Nam về nước đó. Thì sau cái lễ đón tại sân bay Một Bài, đội tuyển bóng đá nam U22 và đội tuyển bóng đá nữ cùng toàn thể ban huấn luyện sẽ tới văn phòng chính phủ. Tại đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ chúc mừng đội tuyển giành chức vô địch SEA Games đó, các bạn thấy không. Và tiếp tục nữa là bên lề cái giải gọi là coi như là bóng đá nam, thì như vậy là các bạn đang thắc mắc là đội tuyển U22 của Việt Nam tranh dự SEA Games giành được cái huy chương vàng, và cái mức tiền thưởng nó là như thế nào và có những cái doanh nghiệp nào thì mình cũng chia sẻ các bạn biết nha. Mức tiền khủng dành cho U22 Việt Nam khi vô địch SEA Games 30. Tối ngày 10 tháng 12, sau hơn 90 phút thi đấu, các cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U22 của Indonesia. Thì cá nhân, các cái doanh nghiệp và cá nhân đã tuyên bố với mức thưởng khủng cho đội tuyển. Ngay sau trận đấu, Bộ trưởng Văn hóa, Du lịch và Thể thao, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam ông Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nam nha các bạn. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết sẽ bố trí thêm coi như là một siêu máy bay Boeing 787-10 để đón đoàn từ Manila, Philippines về Hà Nội trong ngày 11 tháng 12 năm 2019.
Trong khi đó, đại diện Sunwood cho biết sẽ tặng kỳ nghỉ dưỡng cao cấp cho đội tuyển SEA Games bóng đá nam và nữ Việt Nam sau khi đội giành chức vô địch. Cụ thể, trong 30 tuyển thủ cùng huấn luyện viên của mỗi đội tuyển sẽ được tặng kỳ nghỉ dưỡng tại một trong những resort cao cấp của tập đoàn này trên cả nước. Trong lúc mình đang đọc bình luận về cái hậu kỳ của SEA Games, các bạn thấy 1, 2, 3 vô, 2, 3, 1 vô là người ta đang chúc mừng bên cái quán bên của mình đó bạn, thấy không? Kỳ nghỉ dưỡng tại một cái resort cao cấp của tập đoàn này trên cả nước, tổng giá trị của gói nghỉ dưỡng này lên tới 3 tỷ đồng nha các bạn. Wow, quá lớn luôn ha. Chi phí đã bao gồm vé máy bay khứ hồi. Đại diện của máy bay Vietjet nói sẽ dành tặng 1 năm bay miễn phí cho phí trên tất cả các đường bay cho các tuyển thủ và huấn luyện viên của cả hai đội tuyển nam và nữ. Trước đó thì đại diện của tập đoàn Hưng Thịnh đã treo thưởng 1 tỷ đồng khi đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Indonesia, có nghĩa là đội tuyển U22 nam đó các bạn, ha. Công ty cổ phần tập đoàn FIT cũng trao thưởng 1 tỷ đồng khi U22 Việt Nam đoạt chức vô địch. Doanh nghiệp này trước đó cũng đã hứa thưởng 1 tỷ đồng nếu đội lọt vào trận chung kết bóng đá nam. Ông Lê Văn Kiểm, chủ tịch công ty Quân Long Thành, cam kết tặng thưởng đội tuyển U22 Việt Nam 1 tỷ đồng khi giành chiến thắng. Doanh nhân này mới đây thưởng đội tuyển nữ Việt Nam 1 tỷ đồng sau khi giành thành tích lần thứ 6 giành huy chương vàng. Khiếp chưa các bạn? Doanh nghiệp Pinaco, nhà tài trợ bạch kim của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 20, hứa thưởng 100 triệu đồng cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở trận chung kết. Đó là cầu thủ Văn Hậu nha các bạn, Đoàn Văn Hậu. Như vậy là cầu thủ Đoàn Văn Hậu đó các bạn. Sẽ nhận được số tiền thưởng 300 triệu đồng, cụ thể 100 triệu đồng cho Pinaco cam kết. Thương hiệu Metrostat của tập đoàn CT Wood cho biết sẽ thưởng 1 tỷ đồng và một chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu cho tuyển thủ U22 Việt Nam với chức vô địch SEA Games 30. Quá nhiều. Đó, nói chung là rất là vui. Đó là chia sẻ những cái bên lề mình trong cái trận đấu tối nay. Riêng cá nhân mình thì mình nói thật với các bạn là mình rất là thích Văn Hậu. Thứ nhất là anh ta có một cái thể hình. Anh ta, mình không phải là Văn Hậu ghi 2 bàn thắng là mình nói đâu. Hầu như là Văn Hậu là có mặt trong tất cả các trận đấu đó các bạn. Một cái thể lực dồi dào. Dù cho là tuổi trẻ nhưng Văn Hậu thi đấu rất là hay các bạn. Thể lực dồi dào, cộng với lại đã đi thi đấu ở châu Âu. Thì các bạn thấy không? Rồi đây là tên tuổi Đoàn Văn Hậu nổi như cồn luôn. Giỏi, giỏi lắm. Đó. Và một cái chi tiết mình cũng rất là tiếc khi mà Quang Hải bị chấn thương, nhưng mà không sao, cái điều đó cũng đáng mừng là tại vì đã có những đồng đội khác của Quang Hải làm thay nhiệm vụ rồi, rất là vui. Thì mình hy vọng rằng trong cái tương lai bóng đá Việt Nam mình sẽ phát triển, chẳng những SEA Games cấp độ đội tuyển, chẳng những đội tuyển nam mà đội tuyển nữ thi đấu rất là giỏi và nhanh nhiều cái phần thắng nữa nha các bạn. Tôi nói vui quá, cảm ơn bác Thông Xeo rất là nhiều nha, hay lắm á, bác Thông Xeo hay lắm á nha các bạn, mà mình không có dịp mình nói hay lắm. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip sau nha.